passenger train. Tàu chở khách. Tàu chở khách là tàu dùng để chở người dọc theo các tuyến đường sắt. Tàu khách dừng lại tại các nhà ga, nơi hành khách có thể lên và xuống tàu. Blue train. Tàu tham quan sở thú. Tàu tham quan sở thú là tàu được thiết kế giúp hành khách ngồi trong tàu và đi tham quan sở thú. Loại tàu này nhỏ và chỉ chạy trong sở thú. Steam train. Tàu hơi nước. Tàu hơi nước chạy bằng cách đốt cháy các vật liệu như than đá, gỗ hoặc dầu để tạo ra hơi nước trong nồi hơi. Các bạn ơi, video này chúng ta cùng nhau tìm hiểu tên gọi của các loại tàu hỏa. Để tiếp tục xem video, các bạn hãy ấn nút đăng ký kênh nhé. Supermarket train. Tàu tham quan siêu thị. Tàu tham quan siêu thị là loại tàu chở bằng điện và chở người đi tham quan trong siêu thị. Tàu khá nhỏ và chỉ chạy trong siêu thị. Light rail train. Tàu hạng nhẹ. Tàu hạng nhẹ là tàu chở khách trong đô thị, được đặc trưng bởi sự kết hợp của tàu điện và các tính năng vận chuyển nhanh và thường đi trên đường độc quyền. Steam locomotive. Đầu máy hơi nước. Đầu máy hơi nước là dạng nồi hơi nước được đun sôi bằng than, gỗ, dầu, ga. Hiện nay dạng đầu máy hơi nước này chỉ sử dụng với mục đích là du lịch và các di sản văn hóa. Container train. Tàu chở container. Tàu chở container được sử dụng để chuyên chở các container bằng đường sắt từ cảng về nhà máy và các khu công nghiệp. Double decker train. Tàu hai tầng. Tàu hai tầng được thiết kế để có thể chở được nhiều hành khách hơn. Loại tàu này có giường nằm và thể chở khách chạy đường dài. Bullet train. Tàu siêu cao tốc. Tàu siêu cao tốc là loại tàu chạy với tốc độ rất nhanh. Hình ảnh mà các bạn đang xem là loại tàu siêu cao trên đường thẳng. Tốc độ của tàu có thể lên tới 540 km/h. Freight train. Tàu chở hàng. Tàu chở hàng là loại tàu có các toa là toa hàng hóa, thùng chứa hàng, khoáng sản, xăng dầu, gỗ, thay vì chở hành khách là con người. Coal train. Tàu chở than. Tàu chở than với các toa là các thùng chuyên chở than từ mỏ khai thác than về các nhà máy, khu công nghiệp. Ngoài than, loại tàu này có thể chở khoáng sản như đất, đá, cát và quặng. Circus train. Tàu chở đoàn xiếc. Tàu chở đoàn xiếc được thiết kế riêng để vừa có thể chở hàng, chở người và có thể chở được cả động vật như voi, ngựa, dê, hổ, sư tử của đoàn xiếc. Unicular train. Tàu leo núi. Tàu leo núi là một hệ thống đường sắt lắp cáp kéo dọc theo đường ray, giúp kéo tàu lên các sườn dốc, giúp đón trả khách lên núi tham quan, ngắm cảnh và du lịch. Roller coaster. Tàu lượn công viên. Tàu lượn công viên là trò giải trí có sử dụng đường ray xe lửa trên cao, được thiết kế với những cú ngoặt đột ngột, sườn dốc và đôi khi là những đường ray lộn ngược vòng. Suspension railway. Đường sắt treo. Đường sắt treo là dạng đường ray trên cao. Tàu được treo trên đường ray cố định và chỉ chạy trong các thành phố, trong công viên. Monorail train. Tàu một ray. Tàu một ray là loại tàu chạy trên một ray đơn. Đường ray đơn này vừa là dầm đỡ, vừa là đường dẫn giúp tàu di chuyển. Tramway. Tàu điện.
Tàu điện hay còn được gọi là xe điện mặt đất là phương tiện chở khách công cộng chạy bằng điện trên các đường ray trong thành phố. Maglev train. Tàu điện từ. Tàu điện từ là phương tiện chuyên chở được nâng lên, dẫn lái và đẩy bởi lực Lorentz. Phương pháp này giúp tàu đi nhanh do giảm ma sát và loại bỏ các cấu trúc cơ khí. Automated people mover. Tàu tự hành. Tàu tự hành là loại tàu không có người lái. Tàu được lập trình và chạy theo tuyến cố định. Phương tiện này chủ yếu được sử dụng để đưa đón khách trong các ga sân bay. Subway train. Tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm là hệ thống giao thông công cộng chạy ngầm trong lòng đất hoặc trên cao thông qua hệ thống cầu cạn. Chúng là phương tiện phổ biến trong các thành phố. Intercity train. Tàu liên tỉnh. Tàu liên thành phố hay liên tỉnh là phương tiện vận chuyển hành khách từ thành phố này sang thành phố khác bằng tàu hỏa tốc hành. Train snow plow. Tàu gạt tuyết. Tàu gạt tuyết là loại tàu được gắn thiết bị giúp gạt băng tuyết ra khỏi đường ray, giúp đoàn tàu được đi lại dễ dàng hơn. Mini train. Tàu hỏa mini. Tàu hỏa mini là loại tàu mô hình chạy trên đường ray nhỏ. Chúng có đầy đủ các chi tiết như tàu hỏa lớn và được sử dụng với mục đích giải trí. Sugar cane train. Tàu chở mía. Tàu chở mía là loại tàu với các toa là các thùng đựng mía. Tàu chở mía từ cánh đồng mía được khai thác thu hoạch về nhà máy sản xuất đường. Mining train. Tàu khai thác mỏ. Tàu khai thác mỏ là phương tiện chở vật liệu và công nhân ra vào mỏ. Vật liệu được vận chuyển thường bao gồm là quặng, than và các khoáng sản khác. Các bạn ơi, vậy là chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu tên gọi của các loại tàu hỏa trên thế giới hiện nay. Bạn thấy ấn tượng với loại tàu hỏa nào? Hãy comment ý kiến của mình bên dưới video nhé. Và đừng quên ấn nút đăng ký để đón chờ những video mới hơn, hay hơn, hấp dẫn hơn. Còn bây giờ, mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Tạm biệt các bạn. Bye bye!